Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhầm Nhèm cùng Lucas. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên gian.vn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sang món bánh bạch tuộc. Và đây chính là món takoyaki. Bây giờ Dương sẽ thử nha. Vị bạch tuộc này rất là ngon nha. Cái món takoyaki này rất là béo. Mọi người sẽ thấy là trên đây nó có một lớp sốt và tương ớt và cả mayonnaise. Đặc biệt là ở đây á, thì cái con bạch tuộc này rất là to. Mọi người sẽ thấy nè. Món ngon lắm. Dương đang thêm miếng nữa. Đừng quên đón xem Nhầm Nhèm tập tiếp theo, Dương sẽ hướng dẫn mọi người làm món takoyaki.